Hello mọi người, đặc biệt là những chị gái sinh năm 1967, tuổi Đinh Mùi. Đây là video clip em làm về tử vi năm 2018, năm Mậu Tuất cho các chị gái. Có thể nói là các chị gái của tuổi này thì là một trong những người mà có số phận cũng khá may mắn. Đa phần là những người ở tuổi này bây giờ thì cũng đã có tài sản và có những chức vị rất là tốt. Nhưng mà nói gì thì nói, chúng ta cũng cần phải gọi là có những cái thông tin cái năm mới để chúng ta biết là cương nhu trong làm ăn. Tại vì với tuổi của các chị này thì như em đã nói trong những cái clip mà về trọn đời, là cái người rất là căn cơ, không? Là những người mẹ hiền, vợ thảo, sống cho gia đình, và đặc biệt là rất là chung thủy, và gọi là gì, làm cái gì nó cũng phải chắc ăn ha, ăn chắc mặt bền, bước chậm mà chắc chứ không bao giờ mà sốc nổi. Thì đầu tiên hết á, mà phải nói như thế này, người tuổi Mùi là máy mang mệnh thủy thì có một chút gì đó gọi là lãng mạn trong tình cảm, thiên về cái nghệ thuật, nhưng mà họ không có lan man quá nhiều. Tại vì họ là thiên thượng thủy, lực nước ở trên trời là tưới mát cho mọi nơi. Ở đâu mà có cái người mà tuổi Đinh Mùi này thì ở đó có cái sự mát mẻ và gọi là hài hòa, biết coi như là dĩ hòa di quý ở những hai cái thái cực khác nhau. Điều này rất là tốt cho cái đường quan vận cũng như trong cái cuộc sống mua bán thường nhật này kia. Thì đầu tiên hết là người mạng của các chị năm là mạng thiên thượng thủy, gặp năm Mậu Tuất là năm bình địa mộc, tức là thủy sinh mộc, đây là năm sinh xuất về bản mệnh, cho nên bản mệnh của mình bị yếu, cẩn thận ha. Sao của năm nay các chị nắm được sao Thái Dương, một cái sao cực tốt và may mắn về danh lộc rất là tốt. Tuy nhiên là sao này nó là thuộc hành hỏa nên là cẩn thận nhiều. Hạn là địa võng, tức là nhiều việc lo lắng, âu lo trong lòng. Vận niên là dương hồi ngạn, là dê về suối, gặp mạng thủy nữa mà dê về suối nữa ha, rất là ngon, tốt. Thiên can đinh gặp mậu, đinh là thuộc là hành hỏa, mậu là thuộc hành thổ, cho nên là sinh xúc gọi là hao tốn, chứ không có gì nặng ha. Mùi gặp thổ, mùi gặp mùi mệnh thổ mà gặp tuất, tuất này thành tuất sủ mùi, tuất này cũng là mùi luôn, cho nên tuất này là cũng là thổ luôn, cho nên là cùng hàng, người ta gọi là trung bình, nhưng mà thành tuất sủ mùi ha, tuất sủ mùi thì nó cũng gọi là trong tứ hành xung, con có thể nói là đây là một năm xung niên hoặc là hung niên của chúng ta, của các chị, chứ không phải là một năm tốt hoàn toàn ha. Thì để xem cái thiên tính của các chị như thế nào, vậy mình cứ vận cái thiên tính vô trong cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018. Thiên tính thì như đã nói là các chị Đinh Mùi á, sinh năm 1967, đa phần là những người hiền lành, chịu khó, không có nhiều cái tham vọng lớn trong cái cuộc sống, không quá bon chen ha. Là người mà của gia đình, gắn bó đời mình với chồng con, xứng đáng là được có thể nói là một người vợ hiền ha, mẹ tốt đa phần nha, không phải là hoàn 100% nha, em nói đa phần. Đa phần đó là người rất là giỏi vung vén, đúng không? 1 triệu cho một ngày thì vung vén cũng xong, mà 300.000 một ngày thì người này cũng vung vén tốt, rất là hay, rất là giỏi ha, là một người đàn bà vung vén tốt ha. Tiết kiệm, cần mẫn trong công việc, với tinh thần trách nhiệm rất là cao, không nhận việc gì thôi, nhận việc gì là làm tới nơi tới chốn. Là người luôn dành hết tâm trí của mình để xây dựng cái sự nghiệp, nhưng mà không bao giờ bỏ quên gia đình. Theo phương châm đó là chậm mà chắc, không quá mạo hiểm, nên đã bỏ mất, do là không có mạo hiểm cho nên là cũng đã bỏ mất một vài cái cơ hội tốt để tiến thân mà cao hơn nữa, hoặc là mình phát triển cái sự nghiệp mình tốt hơn nữa. Lại thêm là cái tánh của cái người tuổi Mùi thì đa phần là hiền ha, người tuổi Mùi đa phần là hiền lành lắm, tức là nữ tuổi Mùi, nhưng mà nắm chữ đinh này thì còn hơi hơi gọi là
hơi chặt chém tí xíu, cũng còn hơi là bon chen tí thôi, chứ mà mùi mà kỹ mùi hay là các cái chữ mùi khác đó thì tại hiền lắm, nhưng mà tinh mùi thì gọi là cứng rắn hơn, cứng rắn bên trong chứ còn nhìn vẫn cũng hiền. Tánh hiền không muốn lao vào môi trường mà tranh danh đoạt lợi, thích an nhàn. Đôi khi là người tuổi đinh mùi này là có một số là sợ trách nhiệm to lớn, vì thế sự nghiệp từ từ cứ tiến từ từ, tích tiểu thành đại chứ không có mà phát một cái ào. Tuy chậm nhưng vững bền, và cũng chính vì cái sự mà tiến chậm mà chắc này là cuộc đời ít gặp thăng trầm sóng gió. Người ta có cái mặt này không giàu lớn nhưng mà người ta chậm mà chắc, không xây tới đâu đó chắc cho tới đó, chứ không có linh binh lang bang. Đây là một điều rất là tốt, và nhất là nữ, nam thì mình khác đi, nữ như vậy thì theo em là tốt. Các chị gái á, mà sanh thuận á, thu đông á, mà vào buổi tối á, thì cuộc đời có nhiều phần êm đẹp. Nghịch sanh phải chịu vất vả, thời tiền vận á, sự nghiệp cũng bấp bênh, thậm chí gia đạo thay đổi đôi lần. Nếu mà không thuận sanh ha. Vào trung vận á, nhất là thời kỳ mà vào đại vận 10 năm từ 44 đến năm 53 tuổi, gặp nhiều may mắn, công danh tài lộc thăng tiến. Đa số các chị á, là người có tín ngưỡng, thích bói toán ha, thích tiên đoán tương lai, nên biết là nên cũng biết là làm lành lánh dữ. Chính vì cái sự như vậy á, nên là sự nghiệp á, là mới tăng trưởng đều đặn, gia đình hòa thuận êm ấm. Như vậy là các chị là một người có thiên về tâm linh, nên là hậu vận các chị hưởng đầy đủ các cái mặt sung sướng ha, tiền bạc con cái rồi cũng gia đình cũng không quá lo lắng. Đây là một điều thiên tính mà cái sự trầm ấm êm ái của cái người mệnh thủy tuổi mùi này hưởng được. Như vậy thì đó là cũng điều quá tốt. Sự nghiệp công danh của cái năm này, cái năm Mậu Tuất 2018 thì các chị là gặp cái sao Thái Dương nó chiếu mạng. Đây là một phúc tinh, nhưng mà nó là Thái Dương thì nó quá mạnh. Nếu mà sao mà phúc tinh này đó, thì tốt cho nam hơn tốt cho nữ. Dù là phúc tinh giữa Thái Dương và Thái Âm, nhưng mà các chị thì nó là Thái Âm nhiều hơn cho Thái Dương. Thái Dương này nó quá mạnh, nó quá mạnh so với mấy cái cá tính, cái thiên tính của các chị. Chứ còn ai không muốn cái tốt, cái tốt càng nhiều càng khoái, nhưng mà cái thiên tính của các chị là chậm chậm mặt từ từ, cho nên mà có cái mà phát triển lớn quá thì coi như quá sức của mình. Cái sao này là thường đem lại may mắn, danh lộc thăng tiến rất nhanh, nhưng đối với các chị thì nên cẩn thận vì nó quá mạnh, dẫn đến sự dễ sai lầm, nhất là đối với những cái mối lợi mà quá lớn. Tuy nhiên xét về tổng thể vẫn có tài lộc đáng kể. Sao Thái Dương thì là thuộc hành hỏa, đối với các chị mệnh thủy là tương khắc, nên cẩn thận. Những cái mối lợi lớn sẽ đem theo cái hung họa, rất là dễ bị lường gạt hay bội tính, thậm chí là bị xù thợ. Cho nên cẩn thận nha. Dù là nó có sao tốt đó, nhưng mà nó quá mạnh với mình, nó tốt nhiều quá thì cũng không nên. Cái gì nó cũng vừa đủ thôi. Thiên tính của mình nó chầm chầm mà chơi, mình chỉ đi được cái xe có 100 phân khối, mà giao cho mình chiếc xe 250 phân khối thì mình không nên cưỡi nó ở tốc độ tối đa, mà mình phải đề phòng nó ha. Hạn thì các chị gặp địa võng này thì có nhiều việc rối rắm lo âu, mà thậm chí là có thể bị tai tiếng, giấy tờ rắc rối, gây phiền muộn, tinh thần hơi không bất an ha. Rồi vận niên thì rất là tốt, vận niên Dương Hồi Ngạn là một cái vận niên tốt cho người mệnh thủy, có thời gian nghỉ ngơi thoải mái, lộc tài thì không phải lo lắng gì ở trong năm này. Giải tỏa được những âu lo khó khăn về tinh thần do cái hạn nó đem lại. Như vậy phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành để luận giải, năm 2018 can mậu thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, trung vận là thái chủy, chắc chắn hỏa sẽ vượng. Đối với các chị mà mạng thủy gặp năm mà hỏa vượng là tương khắc, có phần bất lợi, gặp nhiều điều nghịch lòng trái ý, công việc làm ăn cũng có phần rối rắm khó khăn. Sao chiếu mạng là một phúc tinh nhưng lại thuộc hành hỏa, nên không hoàn toàn tốt đối với các chị. Tại vì mình làm thủy nó phúc tinh đó, nhưng mà nó hành hỏa, mà hỏa này nó rất mạnh,
mà thủy mình không chế hóa nó được đâu. Cho nên á, khi có mà lợi lớn mà mang đến cho mình á, thì phải xem xét nhiều mặt, rất là dễ đem theo hung họa phía sau. Vận thế cũng không được tốt, tài lộc có vào nhưng cũng có ra, đừng quá tham vọng trong vòng danh lợi, vì á, là quả tạo được cái danh lợi mình tạo được nó cũng sẽ khó bảo toàn, nó cũng sẽ mất đi. Cho nên là mình cẩn thận vừa đủ thôi, đừng có quá lớn rồi phải chi ra nhiều, cuối cùng nó còn chẳng bao nhiêu mà đầu óc mình sẽ bị rối rắm màu lo ha. Riêng gia đình á, thì tình và tình cảm á, là tương đối ấm êm. Có thể nói đây là một năm mà các chị gái nên gọi là nhắm mình sức mình ăn được bao nhiêu bới bấy nhiêu thôi, đừng bới cái tô quá bự mà ăn không nổi mà phải ập nó ra ha. Dành nhiều thời gian hơn tận hưởng cái hạnh phúc gia đình trong năm nay. Đây là một năm trung bình ha, về ngũ hành đối với các chị gái. Dù rằng có sao Thái Dương đó nhưng mà nên là trung bình thôi. Xét về mặt tử vi á, tiểu hạn đi vào bại địa, bất lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ. Đồng thời còn có thể chiêu cảm các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây nên. Các chị đang ở trong cái giai đoạn gọi là đại vận 10 năm, từ 44 đến 53 tuổi. Tuy nhiên trong cái giai đoạn 10 năm này, các chị có thất sát tọa thủ, cả 10 năm đều có thất sát tọa thủ ha, gây nhiều rối rắm bất an, chứ không như người ta mà đại hạn đại vận 10 năm thì phải ao ao. Nhưng mà các chị đại vận 10 năm bị thất sát tọa chủ trong 10 năm luôn. Cho nên là cứ cảm thấy mình làm có tiền đó nhưng mà không giữ được cái rối rắm ha, trong vòng 10 năm này tới 53 tuổi lần nha, từ 44 đến 53 tuổi. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có nhiều cái phúc tinh. Trong đó có ông Hóa Khoa, ông đi chung. Thì có ông Hóa Khoa này là ông chuyên khắc chế những cái phúc tinh, cái bài tinh. Thì ông sẽ phần nào ông chế hóa bớt cái khả năng mà gây hại của ông thất sát. Cho nên là cũng đỡ đi. Và chính vì vậy là trong cái 10 năm này các chị gặp khó khăn lắm thì có quý nhân giúp đỡ. Tiểu hạn năm nay tuy là xấu nhưng đang ở trong đại vận nên là cũng không đến nỗi là quá thất bại. Nếu biết tự điều tiết thì các chị cũng có phần chiến thắng. Thì do hôm nay chúng ta đang có được cái ông Thái Dương quá mạnh đi, dù là có thất sát ở bên trong nhưng mình có Hóa Khoa là hóa rồi, thì mình sẽ coi là 10 năm đây là trong một trong những năm mà mình thành công trong 10 năm ha. Tọa cung tiểu vận á, thì có nè trực phù quả tú phục binh. Ba ông này là bại tinh ha, công việc làm ăn có nhiều rối rắm, bị người cạnh tranh nè, bị tiểu nhân đâm, bị thóc thọc, bị gạo quấy phá. May mắn là có cái ông triệt, ông đi trong cung luôn nên tiểu hạn vào bại địa ha, và những cái hóa tinh này á, cũng bị ông triệt cũng giảm đi phần khó khăn, trở nên sáng sủa hơn. Có ông triệt cũng nằm ở trong cung luôn thì ông xử mấy ông này ha, triệt là nhớ là triệt tiêu những cái ông cũng triệt luôn, mấy ông sao bốt luôn, nhưng mà ông không triệt được ông Hóa Khoa thôi ha. Tử vi á, thì có Hóa Khoa nè, hóa khoa lúc nào cũng đi trong mệnh là trong 10 năm luôn, là một phúc tinh, còn gọi là đệ nhất giải tinh nha, đệ nhất giải thần, có khả năng ngăn chặn hung họa, đem lại nhiều may mắn. Các chị cần tiếp tục phát huy những điều thiện ha, việc phúc hay làm từ xưa đến nay, trong mọi hoàn cảnh thì phúc dày ha, càng tăng năng lực cứu trợ của Hóa Khoa. Như vậy là ngon lành rồi ha. Cung tiểu vận á, thì ngoài Hóa Khoa ra còn có hội chiếu cùng Hóa Lộc, Hóa Quyền. Người ta hay gọi là tam hóa, thành là tam hóa. Tam hóa Liên Châu này rất tốt cho công danh tài lộc. Nếu là người kinh doanh tự do, lợi nhuận sẽ tăng, uy tín tiếng tăm lan rộng. Nếu làm việc ở môi trường quan vận này kia đó là sẽ được thăng quan tiến chức, lương lên, quyền lợi cũng thỏa đáng. Chúng ta nhớ mấy ông kia bại tinh hóa tinh là chúng ta có mà 10 năm đại vận 10 năm, nhưng mà đại vận 10 năm bị ông thất sát ông tòa chủ cho nên là không có lung lay được, không có phát mạnh như người ta trong 10 năm. Nhưng mà năm nay chúng ta có tam hóa Liên Châu
mà có tam hóa liên châu thì ông sẽ triệt tiêu hoàn toàn được cái ông thất sát này ha. Đây là một năm có thể là phải rất là bật lên của các chị. Cung mệnh thì có câu dạo thái âm, à có thái âm luôn này ha, có thái âm là một điều tốt nè. Cái câu dạo này á thì là thường sinh chuyện rối rắm phiền lòng, không những chỉ trong công việc làm ăn mà còn xảy ra trong gia đạo nữa. Cho nên đó là có thái âm là một cái phúc tinh thì nó cũng không có phát huy được nhiều lắm cái tác dụng của nó, mà có thể là sẽ đem lại những cái điều không may. Cho nên nếu mà là các chị á, năm Mậu Tuất 2018 là nếu như có ai đó mà chơi xấu mình thì đừng mang cái tư tưởng sẽ trả thù, sẽ là hại bản thân mình cho cái đại cuộc về sau. À đó. Cung tài bạch thì có thiên trù hóa lộc, nhưng là cũng có tiểu hao lưu hạn, tiền bạc có phần dồi dào đó, có thiên trù hóa lộc thì rất là dồi dào ha. Nhưng mà cũng phần chịu phần tiêu hao không nhỏ do là cái tiểu hao nằm trong mệnh. Tổng kết vẫn có thành tích tích lũy được tiền bạc. À, tổng kết năm. Nhìn chung các mặt á, năm nay sao hạn là vận niên á, thì khá tốt. Nhưng gặp năm có nhiều rối rắm tổn hại và tiểu hạn vào bại địa nên phần nào suy giảm về công việc làm ăn. Có thể nói đây là năm trung bình của các chị gái, nhưng không thất bại về tiền tài như năm Dậu này. À, một điều tốt ha, Mậu Tuất mình có tiền tài, mình cũng có nhiều cái điều tốt lắm. Có tam hóa liên châu là mình không có sợ ông nào đâu nha. Ông nào xấu xấu mình giải quyết được hết, không có phải lo lắng. Rồi về mặt tình cảm và gia đạo của năm 2018 năm Mậu Tuất là như sau. Vốn các chị là người khôn ngoan, khéo léo trong cư xử, đa phần đều có cuộc sống tình cảm gọi là tương đối an hòa. À, người mệnh thủy mà các chị rất là giỏi cái chuyện mà dung hòa gia đình, cho nên là chồng con cũng khó có nào kiếm chuyện được. Năm Mậu Tuất 2018 tuy có nhiều lúc công việc làm ăn gặp khó khăn, nhưng gia đình lại là chỗ dựa cho các chị. Phần tình cảm của vợ chồng con cái thì an vui, thậm chí là làm cho cái chỗ dựa của các chị rất là ổn thỏa, mà các chị là người rất thích cái chỗ dựa gia đình. Với khoa khôi việt hội viết tấu thơ đế vượng thì con cái có người là coi như là thành công, có được ra trường hay là gì đó, có cái thành công nhỏ gây tiếng vang cho làm cái niềm hãnh diện cho các chị. Nếu các chị có làm việc hay là sinh hoạt với đoàn thể ở cơ quan nào đó thì sẽ tạo được thành tích, có được người khen ngợi ha, thăng quan tiến chức, làm cho các chị có niềm vui. Với Long Phượng và thai hội chiếu thì năm 2018 gia đạo rất dễ có hỷ sự, thêm người thân đoàn tụ hay thêm dâu rể, thậm chí là thêm cháu nội cháu ngoại, ngon lành ha. Nhưng mà đồng thời cung hạn cũng có tử phù hội nhập, có thể đem lại những chuyện không vui. Tử phù thì có người ốm đau tai nạn, tuy vậy đây là một cái sao nhỏ thôi, sao tử phù sao nhỏ nên chuyện chẳng lành nó cũng không lắm trầm trọng đâu, đừng có lo lắng. Đừng nghe cái tử đó là sợ không, tử phù nó có chút xíu à. Đối với cái chị gái mà đang trong tình trạng độc thân á, cuộc sống thì sẽ có nhiều niềm vui, thậm chí là gặp được một mối tình mới, nhưng cũng kéo theo nhiều rối rắm lắm. Cẩn thận trong giao tiếp để mất công là bị người ta lừa tình lẫn tiền. Nếu như mà quan hệ lứa đôi với cái người mà hơn tuổi á, thì sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp. Nếu đã có người muốn cùng chung góp gạo thổi cơm chung á, thì năm nay á, không có gì là kiêng kỵ cả. Không phải năm nay, năm 2018 không có gì kiêng kỵ nha, chứ không phải là năm Linh Dậu ha. Về sức khỏe thì năm Mậu Tuất 2018 củ hành không thuận, sức khỏe tương đối thất thường, nên quan tâm đến sức khỏe của mình. Bổn mạng của các chị do là bị sinh xuất cho nên bất an, dễ gây họa trầm trọng, phạm thân ha, chứ không phải là đơn giản nha. Bổn mạng người bị sinh xuất thì rất là dễ phạm thân, thậm chí là bị nạn nặng, cho nên là các chị phải cần đề phòng về sức khỏe của mình cũng như là tai nạn. Rồi như cũng đã nói không, người nữ đinh mùi như em đã nói ở trên đó thì vốn dĩ là người cao số, chuyện là thời mà tiền trung vận thì gặp nhiều lớn đất,
mạng này thì thường nó có giải thần đi chung, đi chung trong mệnh, trong mệnh nguyên năm là có giải thần, cho nên là gặp những cái sự xấu của sao hung họa tai nạn thì hay hung hiểm thì tương đối nó nhẹ nhàng hơn người khác. Đi cùng một xe, nói vui với người ngồi đi chung một xe gặp một tai nạn thì người ta nằm lặt lè hoặc lội mình không bị gì hết, đó là cái mạng cao số lớn ha. Cuộc đời dù gặp vận suy hay là vận ấy lâm cảnh hàng quy, chẳng bao giờ mà phải người tuổi mùi thì chẳng bao giờ phải lo đói lo cơm áo gạo tiền hết cho nên là không có ấy. Và người này cũng vậy, không có lên xuống bất ngờ như đã nói này. Êm đềm, họ làm cái gì chắc cái đó, họ đi lên từng bước đi bước bước thang nào chắc thang đó, chắc không bao giờ bước hai bước một bậc trên cầu thang, cho nên là cuộc sống cũng ít thăng trầm, nhẹ nhàng. Rồi nếu đúng như mà mọi người mà trong sách vở mà nói thì Mậu Tuất là gọi là tới thời, gần như rồng bay phượng múa tới thời của mình, nhưng mà như đã phân tích ở trên, tới thời thật đó, nhưng mà do thiên tính của các chị là người vốn dĩ trầm mặc, làm cái gì cũng chậm mà chắc, cho nên là khi mà cái thời cơ nó tới dồn dập quá thì mình sẽ bị phân tâm, dễ phạm sai lầm. Cho nên là các chị dù là cái năm này là năm thuận thời mọi thứ thì cũng phải cẩn thận mọi điều. Do mình quen với cái thế quan mình bước từng bước một rồi, đừng có bao giờ nhảy một cái lên 3-5 bước, nhảy một cái lên 10 bước thì coi chừng. Mình không quen với cái nhịp điệu đó, mình quen cái nhịp điệu một bước một ha, thì mình tốt nhất là nên như vậy. Ở cái tuổi này đã là ngoài 50 rồi, các chị đừng có quá mạo hiểm, mà vốn dĩ là các chị không bao giờ thích mạo hiểm cả ha. Đây là một điều rất là hay ở tuổi này. Thì em có làm luôn cả 6 tháng vận hạn 6 tháng cho các chị, để các chị có biết được là thời gian nào mà nên cương, thời gian nào là mình nên nhu, và cương nhu nó như thế nào và ảnh hưởng ra sao của từng tháng đó. Thì tháng đầu tiên của năm Mậu Tuất là tháng Giêng, tháng này là một tháng Giáp Dần, tháng này tháng Thủy. Như vậy là mệnh của chúng ta đồng hàng, mệnh của các chị đồng hàng Thủy, bổ mạng tốt, thiên can đinh giáp không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi Mùi với Dần cũng vậy, tự chủ hòa bình không gì hết. Như vậy là chúng ta có được một tháng đồng hàng về bản mệnh. Dù là bản mệnh chúng ta xung sức, nhưng mà tháng này là tháng Thủy, chúng ta có nhiều Thủy thì sinh xuất, cho nên là bản mệnh của chúng ta sẽ tốt, không có việc gì xảy ra, thậm chí bệnh hoạn không có. Thiên can đinh với giáp là không xung không hại, thì cái công việc làm ăn của các chị nó vốn là đều đều. Các chị thường chọn những ngành nghề là cái gì đó nó một ngày kiếm 3 đồng 3 đồng 3 đồng, chứ chị không biết ngày nay kiếm 3 đồng, ngày mai âm xuống, ngày mai được lên, cho nên là các chị nó đều đều, công việc là không sao. Nhưng mà với cái chữ đinh á, là nạp âm ngũ hành của đinh là hỏa, chữ giáp là mộc, như vậy là chữ mộc, chữ giáp nó sẽ tương sinh với đinh về nạp âm ngũ hành, cho nên là công việc sẽ tốt hơn nữa. Tháng này có thậm chí là còn có nhiều tài lộc hơn. Mùi với Dần thì không có gì, không hình hại không gì hết, cho nên là gia đạo cũng ok, không có đến nỗi nào ha. Nó có thể là một chút nhỏ nhỏ, đó là mùi thì hành thổ ha, Dần thì mộc, mà mộc nó khắc thổ thì nó cũng có một chút xíu, nhưng mà đó là về nạp âm ngũ hành thì nó không có đến nỗi nào. Về như giống như tử vi thì chúng ta cũng thấy là bình hòa. Cho nên là tháng Giêng là một tháng khởi đầu rất là ok cho các chị. Đến tháng thứ hai là tháng Ất Mão, tháng này cũng là đồng hàng Thủy ha, chúng ta bản mệnh tốt, các chị bản mệnh tốt, đinh Ất cũng không xung không hại không gì hết. Nhưng mà địa chi thì chúng ta có nhóm tam hợp Hợi Mão Mùi, một cái dấu hiệu rất tốt cho những cái sự may mắn ổn định. Như vậy tháng Ất Mão chúng ta là một tháng ok, ngon lành. Thì biết sao chúng ta đồng hàng đồng như tháng kia là bổ mạng của chúng ta tốt, nhiều Thủy, chúng ta có sinh xuất thì chúng ta cũng không sao, bổ mạng tốt. Đinh hỏa, đinh thì nó là hành hỏa, Ất nó thuộc hành mộc, thì mộc nó cũng phải sinh hỏa, thì đây là một tương sinh về thiên can nữa. Thiên can dù về mặt tử vi là bình hòa nhau, nhưng mà về nạp âm ngũ hành thì được tương sinh nữa, thì chắc chắn là sẽ sinh tài lộc, sẽ sinh tiền bạc cho các chị, công việc sẽ ổn định. Bên cạnh đó địa chi gặp dấu hiệu của tam hợp nữa thì nó càng thúc đẩy chúng ta nhiều hơn nữa. Gia đình vốn là chỗ dựa của các chị, và địa chi này nó ảnh hưởng đến gia đình nhiều ha, thì nó làm các chị vui vẻ và các chị sẽ sinh tài lộc nhiều, và thậm chí là thăng tiến ở trong tháng này. Nếu là em thì em nên để những cái việc mà có tiền hoặc là mấy việc lớn vào trong tháng 2 này để các em xử lý.
thì nó sẽ rất là tốt ha. Rồi tháng tiếp theo là tháng Bính Thìn, tháng 3 âm lịch. Tháng này là tháng Thổ. À thì tháng này thì chúng ta sẽ bị mệnh của tháng tương khắc bản mệnh. À thì sức khỏe nó sẽ không có vấn đề, nên cẩn thận bổ mạng chút xíu thì do tháng khắc bản mệnh chúng ta. Thiên can là Bính Đinh, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, Mùi Thìn, Thìn Tuất Sửu Mùi, Mùi Thìn. À, Mùi với Thìn Tuất Sửu Mùi thì nó đã nằm ở rất xa rồi. Thìn với Mùi thì nó xa rồi, có thể là cái sự ảnh hưởng của tứ hành xung này nó rất là nhẹ nhàng, không có gì hết. Như vậy là bước qua tháng 3 chúng ta phải cần đề phòng bản mệnh của các chị, do là bản mệnh bị tháng tương khắc cho nên là sẽ có những cái việc mà rắc rối về bản mệnh, có thể là bị bệnh hoặc là đề phòng tai nạn như đã nói ở trên, là năm nay bổn mạng bị sinh xuất mà gặp tháng khắc về bổn mạng của chúng ta thì chúng ta phải cẩn thận nhiều nhất. Có thể nói là tháng 3 và tháng 4 đều là tháng Thổ, và hai tháng này thì các chị nên cẩn thận về mặt tai nạn và sức khỏe của mình ha. Bính Đinh thì cùng không ấy hết, nhưng mà Bính với Đinh là cùng hành hỏa, cho nên là không sao, nó tương hợp cho chúng ta cùng hàng thì không có việc gì rắc rối xảy ra trong cái công việc làm ăn. Địa chi Mùi Hình thì nó khá xa nhau, thì cái việc mà xung khắc nó không có nhiều, cho nên là gia đạo cũng là một cái điều không có việc gì quá to lớn cho với các chị, cho nên là yên tâm. Có thể nói là tháng này là quan trọng nhất vẫn là bản mệnh của chúng ta cần, nha. Tự như đã nói ở trên, tổng cả năm thì bản mệnh của chúng ta bị sinh xuất yếu, dễ phạm thân, và đây là tháng các chị cần chú ý ha. Đừng có để mà nó cái gì làm ra cũng được, nhưng mà riêng cái mạng không làm ra được, các chị nhớ điều đó giùm em ha. Bản mệnh bị sinh xuất mà gặp tháng mà tương khắc với bản mệnh là coi chừng. Rồi tháng 4 là tháng Đinh Tỵ, cũng là một tháng Thổ. À, bản mệnh cũng tương khắc xấu như tháng 3, cho nên là cần cẩn thận. Thiên can Đinh thì cùng hàng, Đinh Mùi với Đinh Tỵ cùng hàng, cho nên là công việc cũng ok, mọi thứ ổn, hiểu không? Có sao Thái Dương ở trong mệnh, công việc từ tháng Giêng cho tới tháng 4 đều là cùng hàng hoặc là được tương sinh tốt hơn, rất là tốt ha. Mùi với Tỵ thì tự chủ hòa bình, không hình hại nhau. Như vậy là tháng 4 này thì các chị cũng phần phải để ý về bổn mệnh của mình ha, sức khỏe và tai nạn, bổn mệnh mình rất yếu. Đinh thì cùng hàng, công việc ok, không có chuyện gì xảy ra ha. Mùi với Tỵ thì cũng bình hòa, không gì cả, cho nên là gia đạo cũng ok. Nhưng mà Tỵ thì thành hỏa, Mùi thì thuộc thành Thổ. Như vậy là hỏa sinh Thổ, về được tương sinh về địa chi. Như vậy là có thể nói là gia đạo sẽ có được cái sự vui vẻ, có thể là đây là cái tháng các chị có được cái niềm vui về con cái thành đạt, hoặc là những cái niềm vui mà con cái mang lại, thậm chí là thêm người mới ha. Rồi tới tiếp tục tới tháng 5, một tháng Mậu Ngọ. Tháng này là tháng hỏa. Mệnh thì thủy nó khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe yếu kém, bổn mạng thì cần phải tránh. Như vậy là như trên là chúng ta là bị bản mệnh khắc tháng khắc bản mệnh, cái này là bản mệnh khắc tháng. Tuy nó khắc tháng, nó có như bệnh hoạn hay là kia thì nó cũng không quá to lớn, mình có thể giải quyết được. Nhưng mà nên nhớ là các chị bị sinh xuất bản mệnh ở trên tháng, ở trên tổng năm rồi, cho nên là gặp mà tháng bị gọi là mình khắc bản mệnh hay bản mệnh khắc mình thì mình cũng phải chú ý về sức khỏe ha. Cho nên là các chị phải đừng ý. Thiên can Đinh Mậu, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Mùi Ngọ thì địa chi là thuộc nhóm lục hợp, rất là may mắn. Như vậy là cũng như hai tháng trên thì các chị phải cẩn thận về sức khỏe. Tháng khắc mình, bản mệnh mình khắc tháng, tháng khắc bản mệnh thì đều không tốt về bổn mạng. Sức khỏe mình yếu, gặp là tháng năm bị sinh xuất về bổn mệnh, cho nên là cẩn thận. Thiên can Đinh thì là thuộc hành hỏa, Mậu là Thổ. Như vậy là hỏa sinh Thổ, tức là bị sinh xuất về thiên can. Như vậy là có thể là tháng này sẽ gây công việc, sẽ gây cho các chị sự tốn hao, có thể tháng này sẽ thằng ông tiểu hao trong hạn ông sẽ phát huy tác dụng, các chị sẽ có thể tốn tài. Cho nên là như đã nói ha, các chị cẩn thận, đừng cho ai mượn tiền trong tháng này, coi chừng đi luôn ha.
các chị nhớ là các chị có bị xù nợ đó nha, hồi nãy em có nói ở trên rồi đó. À, địa chi thì được là nhóm lục hợp, à, ngọ với mùi là lục hợp. Như vậy là lục hợp thì nó sẽ có nhiều cái điều may mắn tương trợ cho chúng ta. Có thể nói là có lục hợp, có cái sự ổn định về gia đạo, có sự vui vẻ thì chúng ta có sẽ phần nào chế hóa được cái việc mà sinh xuất của thiên can và làm ra tiền tài. À, tiếp tục là tháng 6, một tháng kỷ mùi. Tháng này là tháng kỷ mùi, tháng này là một tháng hỏa luôn. Thì bổn mệnh của chúng ta khắc tháng cũng như cho sức khỏe yếu cần cẩn thận. Đinh với kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, mùi gặp mùi, tháng này là tháng mùi, người ta gọi là năm sinh tháng đẻ. À, nếu như mà chúng ta đinh mùi gặp tháng đinh mùi luôn á thì cái sự khắc xung của cái tháng đẻ nó không có ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên mà chúng ta gặp người là đinh mùi gặp tháng kỷ mùi, đinh mùi là thủy, kỷ mùi là hỏa, đúng không, tương khắc, thì nếu là em thì em cần cẩn thận tháng này nhất. À, trong 4 tháng bị tương khắc bệ mệnh từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì tháng này là tháng cực kỳ nguy hiểm. Dù là chúng ta khắc nó hay nó khắc chúng ta thì cũng có những cái trục trặc. Bổn mệnh yếu, bổn mệnh sinh xuất gặp tháng tuổi, ha, tháng kỵ về bộ mạng nữa. Rồi á, chữ thiên can á, chữ đinh đó là thuộc hỏa, chữ kỷ thuộc thổ. Như vậy là hỏa sinh thổ, chúng ta bị sinh xuất về về thiên can nữa. Như rồi gặp tháng tuổi nữa, cho nên là tháng này có thể nói là xấu nhất trong 6 tháng đầu năm của năm Mậu Tuất đối với tuổi các quý chị. Nó có thể đem đến là mất mát tiền bạc, hao tốn tiền bạc cho sức khỏe, mà thậm chí là đem lại những điều xấu nhất. Như vậy thì chỉ có tháng này là tháng chúng ta cần cẩn thận về nắp ấm ngũ hành của thiên can thôi. Còn 6 tháng đầu năm thì thiên can của chúng ta, tức là về công việc làm ăn, nó không quá nhiều cái trục trặc. Nhưng 4 tháng bị tương khắc bản mệnh, bản mệnh tương khắc tháng, thì các chị cần phải cẩn thận nhiều hơn, nếu không muốn mà không có cái để mà hối hận. Một năm như vậy là năm Mậu Tuất 2018 đối với các chị đinh mùi 967 là một năm thành công về tiền bạc. No, 6 tháng đầu năm có thể là thành công về công việc và tiền bạc, nhưng cực kỳ nguy hiểm về sức khỏe và bổn mạng. Cho nên các chị cẩn thận mọi điều. Trên đây là những cái chia sẻ của em về tử vi năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các chị. Mong rằng nó là một cái thông tin bổ ích giúp các chị phòng tránh được những cái việc xấu, cũng như là biết cương nhu trong cái việc làm ăn để sinh tài lộc, sinh tiền bạc và vui vẻ trong cuộc sống. Nếu mà các chị thấy hay cũng như mọi người thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, nhớ bấm đăng ký để đón chờ những video clip về tử vi năm Mậu Tuất 2018, có thể là tuổi của các bạn cũng như người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.